Đó, quý vị còn thấy giống như cây sầu riêng như thế này à, thì sau khi phục hồi 30 ngày thì cây nó phát triển đồng bộ gì cái đọt như thế này, còn còn lại tất cả những cây còn lại nó phát triển như thế nào thì Gia cũng mời quý vị còn cùng Gia đi thăm vườn ha quý vị còn ha. Thì Nokia xin kính chào tất cả quý con quý nhà vườn. Thì ngày hôm nay trở lại kênh YouTube cùng Nokia Gai Vườn. Đó thì Kia cũng chia sẻ cho tất cả quý con một cái video về phục hồi lại cái cây sầu riêng ở giai đoạn cây con ha quý con. Đó thì cái vườn sầu riêng này có địa điểm tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Đó thì cơ bản thì cái bước ban đầu thì chú đã chuẩn thiết kế mô clip ha, đã được hoàn thiện và đúng cái quy trình và cái kỹ thuật. Hơn nữa thì còn về cái kỹ thuật chăm sóc á, thì chú còn hơi khá lúng túng về cái quy trình chăm sóc như thế nào để cho nó đạt chuẩn. Thì vừa qua thì chú cũng có xem cái kênh YouTube của cùng Nô Gai Dưỡng quý con. Thì chú đã bắt gặp được những cái số điện thoại trên màn hình á. Thì chú cũng có gọi cho Kia ha. Thì trong thời gian qua thì cũng do nhiều công việc cho nên là Kia chưa có trực tiếp đến tận vườn. Chưa đôi tận vườn cho nên là Kia cũng tư vấn cho chú qua điện thoại thôi. Thì gửi những Kia chia sẻ những cái quy trình, những cái kỹ thuật, cũng mong rằng là chú áp dụng đúng theo ha. Thì hơn nữa thì sau hơn một tháng quý vị con, thì chú cũng áp dụng đúng lại ha, đúng lại cái quy trình của Kia đưa ra ngay từ thời điểm mà ban đầu. Thì đến thời điểm ngày hôm nay thì Kia trở lại cái vườn sầu riêng này, thì cây nó đã phát triển lại rồi ha quý vị con ha. Thì ở cái thời điểm ban đầu quý vị con, thứ nhất là về cái cây của chú á, là cái đất này nè, cái mô đất nó bị khá là phèn ha, khá là phèn thì Kia cũng cho chú xử lý phèn bằng cái vôi vôi đá ha quý vị con ha. Thì sau bên cạnh đó nữa thì về còn cái hệ rễ quý vị con, thì Kia cũng cho chú xử lý cái mầm bệnh, cái mầm bệnh 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 thúi rễ do con nấm Fusarium cũng như là Phytophthora ha, do cái điều kiện cái pH mình quá thấp, thứ hai nữa là cái độ ẩm trong đất thì nó quá cao. Tại vì trước đây cái kỹ thuật chú khá lúng túng, ai chỉ như thế nào thì chú làm như thế đó thôi. Cho nên là một ngày thì chú tưới nước hai lần sáng và chiều. Thì quý vị con biết rồi, cây sầu riêng thì nó rất là sợ nước. Rất là sợ nước, nhưng mà phải cần nước, thì chúng ta quản lý cái hàm lượng nước như thế nào để cho nó vừa đủ và cái độ ẩm nó vừa phải thôi, không quá ẩm quá mà cũng không phải là dư nước quá ha quý vị con ha. Đó, thì sau khi chúng ta cho chú xử lý cái nấm bệnh rễ rồi quý vị con, thì tiến hành để kích cái hệ rễ màng mới tạo một cái trụ cột ha, cái trụ cột để cho nó phát triển cái hệ rễ màng mạnh hơn để hút dinh dưỡng nó tối ưu nhất. Đó thì Kia cho chú là tưới cái xô ha, gieo ra rễ và cộng cái vua giọt đọt, cộng cái vua giọt đọt ở cái lần thứ nhất ha quý vị con ha. Đó thì đối với cây nhỏ như này thì về cái liều lượng thì Kia cũng khuyến cáo rõ cho chú luôn. Đó là cái thùng dồi 10 lít quý vị con, thì cái gieo ra rễ thì Kia cho là 15 cc ha, còn cái vua giọt đọt thì cũng 15 cc, hai cái trộn lại cho 10 lít nước và tưới cho hai gốc ha quý vị con ha. Đó, cho hai gốc cái sầu riêng nhỏ này thì về cái gốc thì nhỏ thì Kia cho tưới 5 lít nước cho. Đó, rồi còn 7 ngày tiếp theo thì Kia tiếp tục cho chú tưới cái ca cù kẽm. Thứ nhất là chúng ta sẽ cung cấp những hàm lượng canxi, thứ hai và những hàm lượng kẽm và đó chúng ta sẽ đắp lại để cho cái hệ rễ màng mới khi mà nó đã phát triển trở lại thì đất mình nó sạch, không có mầm bệnh thì cái hệ rễ nó phát triển thôi ha quý vị con. Thì
sau khi chúng ta tưới cái cây củ kẽm xong thì 7 ngày kế tiếp nữa thì Kia cho chú sẽ bón phân, bón phân cái quả của lửa 007 cộng với cái bu mát xà băng. Thì đối với cái gốc cây gốc như thế này thì Kia cho chú bón nửa ký theo quý con, nửa ký. Thì sau khi từ 7 tới mà 10 ngày kế tiếp quý vị con, khi mà cái đuôi nó ra cái đuôi tôm, ra cái đuôi tôm như thế này thì một cái cơ đọt mới nó sắp sửa nó sẽ phát triển về cái đọt ha. Thì Kia tiến hành cho chú phun trên lá để chúng ta cung cấp những cái hàm lượng dinh dưỡng để quang hợp qua lá là cái chai bung đọt sầu riêng và bo canxi nhì kẽm. Đồng thời nữa thì Kia cũng cho chú cộng thêm là cái thuốc trừ gậy xanh, thuốc trừ gậy xanh. Nói thì con gậy xanh nó rất là mẫn cảm, nó rất là mẫn cảm với cái đọt sầu riêng non, cũng như là đọt sầu riêng non nó mẫn cảm với con gậy xanh khá là mạnh nha. Khi mà cái đọt sầu riêng non nó ra thì con gậy xanh nó tấn công rất là mau. Đó thì cho nên là chúng ta phải phun ngừa trước ha quý vị con. Trước khi mà đã gây hại thì khi mà cái đọt sầu riêng mà nó ra như thế này. Bữa nay cái cơ đọt cái ai về là cơ đọt nó quá ok rồi. Thì đó thì quý vị ha. Đọt nó ra rất là tập trung luôn nè. Đó, thấy chưa? Đó. Thì sau khi mà cái lá mà nó ra hơi thành thục, nó ra bự nữa quý vị con, thì quý vị con lặp lại cho Kia thêm một lần cái gậy xanh và cái bo canxi nhì kẽm nha, để cho cái lá mình nó tạo một cái lục diệp tố quý vị con, để cho cái lá nó dày lên, nó dày nó cứng như thế này nè. Đây, đó, nó dày nó cứng như này. Thì cho cái sự mà quang hợp của lá ha, để nó vận chuyển cái dinh dưỡng cũng như là cái đường bột nó vận chuyển để nó nuôi cái cây của mình, giúp cho quá trình quang hợp nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Cái lá mà mỏng thì cái tỷ lệ quang hợp của vận chuyển đường bột thì nó khá là yếu, thì cái lá càng dày càng xanh thì cái tỷ lệ quang hợp nó càng mạnh theo quý con ha. Đó rồi về còn cái hàm lượng nước quý con, thì nếu mà trời nắng hạn liên tục thì kia liên tục nhiều ngày thì kia cho chú tưới là 2 ngày chú tưới một lần ha, 2 ngày tưới một lần đối với cái bét quay như thế này nè. Đó, cái bét quay như thế này thì nó ra rất là nhiều, thì kia cũng tính toán hảo cái là hàm lượng nước cho nó vừa phải, thì cứ cho chú tưới là 10 phút ha quý con, quay 10 phút thôi, không cho quay lâu. Lâu thì nó sẽ hàm lượng nước nhìn nó nhiều thì nó sẽ dư nước, nó làm ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng và phát triển của rễ nữa ha quý con, thì cho cái hệ rễ chúng ta nó kém phát triển. Thì cái sầu riêng thì nó rất là khó trồng, thì chúng ta áp dụng đúng cái quy trình, đúng cái kỹ thuật, cũng như là đúng cái loại dinh dưỡng cung cấp qua rễ cũng như là qua lá cho nó phù hợp, để cho nó có sự đồng bộ lẫn nhau ha, để nó mới cùng phát triển đồng loạt được. Đó, bữa nay quý con thấy cái đầu sầu riêng nó ra ra rất là tập trung ha. Đó thì Kia cũng có để lại những cái số điện thoại trên màn hình đó, thì quý bà con ha, cứ mạnh dạn gọi điện thoại cho Kia, thì tiện đường đi công tác thì Kia sắp xếp một cái khoảng thời gian ha, để cùng quý bà con chúng ta thăm vườn. Đó thì còn về cái chưa tiện đường ha, thì Kia cũng hẹn là quý bà con một ngày gần nhất ha, cùng quý bà con chúng ta tiếp tục chăm sóc vườn cây. Đó thì trên cơ bản thì Kia gửi cái những cái quy trình cho tất cả quý tới tay quý bà con luôn ha, quý bà con yên tâm. Thì cho quý bà con dễ dàng áp dụng để thực hiện cho cái vườn cây ăn trái của mình để cho nó đạt hiệu quả. Thì không riêng gì những cái cây sầu riêng, và trên tất cả loại cây trồng khác thì Kia cũng sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật cho quý bà con từ khi ở cái giai đoạn cây mới, giai đoạn mà thiết kế liếp trồng và giai đoạn sinh trưởng và phát triển và cái giai đoạn xử lý làm bông nghịch mùa và quản lý trái như thế nào để cho trái nó bóng và đẹp, nó đạt năng suất, đạt chất lượng theo quý vị con ha. Đó thì một lần nữa thì Kia cũng cảm ơn quý vị con
trong cái khoảng thời gian qua thì theo dõi kênh YouTube cùng Nô Gai Cây Dườn, đó cũng là một cái động lực ha, cũng là động lực cho Gia để tiếp tục mình sản xuất ra nhiều video hơn nữa. Thì bà con cũng nhớ là đừng quên đăng ký kênh, like, subscribe ha quý bà con ha. Đó thì cuối cùng thì Gia tạm kết thúc video này ha quý bà con, thì hẹn quý bà con ở lại một video tiếp theo.